giờ con đi đâu con dắt các bạn coi đây. Vô trong đó. Đố đó là gì? Nói các bạn nghe đây. Con bướm rồi con trùng. À, chuột đi vô đây nó coi con bướm và con trùng. Đây các bạn con ơi, bướm nè. Thấy tham quan vườn bướm rồi. Nhiều bướm đẹp lắm. Cái gì? Bướm nó đẹp quá hả? Bướm nè. Bướm nữa nè. Phải không? Ừ, bướm nào cũng đẹp trơn, nhiều loại bướm đẹp lắm. Ê, con trùng, con trùng. Phải không? Con trùng đâu? Bộ. Con bọ cẩy. Con bọ cẩy. Ừ. Con giá. Ừ, con cánh cam, con gì á. Con bọ cạp, bọ kẹt vậy đó, không phải con bọ cẩy. Phải không? Con bọ cánh cứng vậy á. Ủa, con bọ cạp đâu? Con bọ cánh cứng á. Ghê quá nè. Ghê không? Mày con biết con đó là ta lại làm gì không? Ta nuôi sâu á rồi đặng cho nó thành bướm á, biết không? Sâu đâu rồi? Nè, thấy không? Mới đầu là ta nuôi mấy con sâu này nè. Đấy, con thấy không? Nè mấy con sâu nè. Sâu nè, sâu nhóc hết trơn luôn á. Ta nuôi nè, thấy không? Là cái nhà nè, ta nuôi. Ta nuôi thấy không? Ta nuôi cái này là ta nuôi nuôi sâu. Cũng con sâu nè. Cũng con sâu nè. Đâu? Ui. Nè. Đâu con quắt lại coi, quắt lại coi. Cái con sâu nè. Nè, con có thấy mấy con sâu đây không? Ở đây con có thấy mấy con sâu không? Thấy không? Con sâu đang đu cây. Có không? Có thấy sâu không? Sâu ở đây luôn nè. Con sâu gì vậy? Sâu. Con sâu gì vậy? Sâu cạo bờ cán trứng. À, con sâu vậy hả? Ghê chưa? Quá trời sâu luôn. Ghê không? Thấy sâu không? Sâu đâu rồi? Nó mềm lắm. Ê, sâu nè. Sâu. Ê, con sâu lớn rồi mẹ ơi. Con sâu lớn nè. Ở đâu? Đâu? Nè. Ủa, con sâu gì mà nó to dữ vậy trời? Con biết trong đó các bạn. Con sâu ba. Con sâu ba hả? Các bạn không thấy sao nó mờ quá à? Ở đó quay xa đi. Ừ, con không sợ hả? Ở con bếp nè. Phải không? Con bếp. Ừ, phải lắm. Nó vừa nói nhờ. Nó vừa nó bự vừa thấy nha. Cái gì vậy? Nói gì vậy? Cho vừa nó bự vừa thấy nhờ. Có không? Có bướm không? Con này nó đẹp nè. Có không? Có bướm. Con này cũng con trùng luôn nè. Ừ. Phải không? Đi. Ba con luôn. Rồi đi chưa? Đi ra đây. Nói không? Ừ. Okay, nó mê. Con này bự quá à. Ừ. Cái con mà nằm mê. Nó cứng luôn á. Đi ra. Ê, từ từ con, trời ơi, nó đi nó chạy. Con gì đây? Đi theo với bạn mà. Ừ. Đi theo con. Bớm kìa. Bớm kìa. Cái gì? À, thấy bớm không? Đang chở nhau. Cái gì vậy? Quá trời. Ê, vô trong chân mày chơi, đúng không vậy? Ôi, ôi. Thấy không? Con có đi theo cùng các bạn không? Con thấy bướm chưa? Bướm. Thấy không? Bướm trên một cây rồi cha nó luôn kìa. Ờ, bướm trên đồ cây hết rồi hả? Trời ơi, đây nè. Vườn bướm đó. Con đi tìm con sâu. Con đi tìm con sâu hả? Ừ. Đây. Chốt từ từ vậy. Thấy không? Bữa nay chuột đi chuột thấy bướm không con? Dạ. Bữa nay đi bướm nhiều hơn đợt trước 12 mẹ con mình đi đúng không? Dạ. Đúng rồi, bữa nay đi bướm nhiều nè, nay bướm nhiều lắm. Cái gì? Nước đó hả? Rồi, đúng rồi. Con có thích không? Thích. Thích hả? Ghê lắm. Chắc đi sở thú hoài không chán. Ê con bướm nè. Ê mấy đứa bướm nè, bướm. Bắt bướm. Gì em hả? Con bướm nè, bắt không? Bắt không? Đúng rồi. Trời sao không bắt? Bay rồi. Đâu rồi? Nó bay rồi con, nó bay rồi không bắt được nữa. Đi. Bay trong đây bơi rồi con. Vô đây bơi luôn hả? Trời ơi trời, nó mê bơi. Con gì vậy mẹ? Con gì đâu? Đi. Nó mê bơi. Ừ đi, giờ đi đường này ra nè. Bắt con bướm bướm đằng đó được không? Cái bông này đẹp ghê á chuột ơi. Bắt con bướm bướm hả? Con bắt con bướm hả? Bắt được không? Bắt rồi. Bắt bướm rồi. Ôi trời ơi, bắt bướm gì đó hả? Nó bay hết rồi. Ừ, bướm kìa.
ăn chừng rồi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì mắc ai vậy, đâu mắc sao vậy? Nghe mắc nào em hả? Té đó. Ông đi kìa. Trời ơi, trời. Thôi đừng giỡn nữa. Đi đường này có con sư tử nè, cọp nè. Cọp sư tử. Voi nè. Voi nè. Đó, đi 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 hướng này xuống, đi hướng này xuống, đi đi theo mũi tên hướng này xuống, sư tử cọp. Sư tử cọp. Còn kiếp con gì? Cái xấu chưa tới. Trong đó nó có cái gì chuột? Hải. Trong đây có gì? Ừ. Đây chụp hình thôi con à, đây cảnh chụp hình thôi à. Ở đây cảnh chụp hình, không 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 có con ấy, đi qua bên kia đi. Ừ đi. Quất đâu? Quất đâu? Đây, ở bên nguyên đây là nguyên một đàn luôn. Nguyên, trời nó nguyên một đàn luôn rồi hả? Không biết con đàn gì không? Con bay luôn kìa. Con gì bay luôn hả? Thử coi nhà thấy. Ở nó bay đâu rồi ta? Nó bay vô lùm cây rồi hả? Rồi. Quá trời luôn á, cả nhà mấy nhiều con ở trong mấy lùm cây đó, cây nào nó cũng đậu nhánh chân á. Nó có con này con chim gì á? Chim này chim gì ha? Quá trời đậu luôn đó luôn rồi kìa. À, sen bữa nay nó rụi hết trơn rồi, sen ở đấy nó không tốt à. Thiên Nga đâu? Mẹ có thấy con nào đâu? Con chim đen kìa. Đi nướng nặng đó kìa. Ở đâu? Kìa. Đi xuống đó được không ta? Đúng, hai giống. Rồi con đi xuống đó làm gì nè? Đi nó đòi đi heo nữa. Con mới đặt ngoài đó. Cho con sen con chồng đi, sen con có rồi, con chồng gì nữa. Đi đó. Thôi chừng té đó con. Thôi các bạn xuống dưới đó chụp hình kìa. Đó, chụp hình với sen kìa. Thôi chừng em nha. Rồi, nó vô đây rồi, nó mê á cả nhà. Đây nè. Rồi rồi đứng đứng coi, ngồi coi vậy luôn ha ba. Ba đứa ngồi coi vậy. Hả? Ba đứa, ôi dồi, khá nè, có khá kìa. Con cá dưới đó đó. Nè, cá cá vàng vàng kìa. Nó mấy cái quà dính em quá ơi. Con nó xin lên chừng chợt chân nó té đó đó, chụp ơi. Cá đâu rồi? Nó nó ở dưới á. Con cá nó lặn ở dưới á. Thấy không? Nó thấy không? Nó con cá đó, cá chép vàng đó. Có đâu nó không có lên. Ngay đợt này sen nó muốn tàn hết rồi ha. Này đâu phải mùa sen đâu mà. Sen nó không, sen nó có bên năm á, tại nó có tàn đợt xong cái đầu nó mới lên đợt mới. Nó mới lên đợt mới nữa. Sen này bông đẹp quá trời luôn, không mấy được giống.